Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng đường kênh Đông huyện Khoái Châu, đoạn từ DH57 đến DT384. Dự án có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng. Theo đó, gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình có giá 107,853 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, mở thầu ngày 26 tháng 8 năm 2024. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 2,2 km, mục tiêu đầu tư nhằm hình thành tuyến giao thông chính cho các khu dân cư đã và đang thực hiện, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung của huyện Khoái Châu. Khu công nghiệp Tân Phúc Hoàng Hoa Thám được dự kiến quy hoạch trên tuyến đường Tân Phúc Võng Phan đang xây dựng qua huyện Ân Thi, Hưng Yên. Theo bản đồ phương án phát triển khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu công nghiệp Tân Phúc Hoàng Hoa Thám dự kiến được quy hoạch trên tuyến đường Tân Phúc Võng Phan. Khu công nghiệp này được dự kiến quy hoạch trên địa bàn các xã Quang Vinh, Tân Phúc và Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Đây là khu vực gần với nút giao Tân Phúc quốc lộ 38 đang xây dựng. Theo dự kiến quy hoạch, khu công nghiệp này có diện tích khoảng 180 ha, tiếp giáp với quốc lộ 38 và đường Tân Phúc Võng Phan. Khu công nghiệp này cũng tiếp giáp với đường tránh quốc lộ 38 đoạn qua xã Quang Vinh. Theo dự kiến quy hoạch, khu công nghiệp Tân Phúc Hoàng Hoa Thám tiếp giáp nhiều khu dân cư của các xã Tân Phúc, Quang Vinh và Hoàng Hoa Thám. Vị trí dự án cũng rất gần với Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Khu công nghiệp này cũng gần cầu Tam Đô trên đường Tân Phúc Võng Phan nối sang khu công nghiệp Tân Á Đại Thành theo dự kiến quy hoạch. Về cơ bản, đây là khu công nghiệp có vị trí dự kiến quy hoạch thuận lợi khi có hai mặt tiếp giáp với các tuyến đường lớn qua huyện Ân Thi. Ngoài ra, khu công nghiệp này cũng rất gần với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Bên cạnh đó, tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan đang xây dựng có thể giúp khu công nghiệp này kết nối nhiều dự án khác trong tương lai. Sau hơn 2 năm thi công, cầu vượt cửa biển Thuận An dài nhất miền Trung đã vượt tiến độ dự kiến hợp long trước tháng 12 năm 2024. Dự án cầu vượt cửa biển Thuận An trị giá 2.400 tỷ đồng đang dần hình thành khi 45 trên 52 trụ đã hoàn thành. Cầu được khởi công tháng 3 năm 2022, dài 2,36 km, rộng 20m, nhịp chính mở rộng 23,5m. Trụ cầu T26, nơi lắp đặt, dây văng đang được công nhân gấp rút thi công. Hai trụ tháp gồm T26 và T27 dự kiến hoàn thành đầu tháng 9. Hệ thống lao dầm cầu đã được nhà thầu thi công, 18 trên 36 nhịp cầu đã kết nối. Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cầu vượt cửa biển Thuận An đạt gần 60% giá trị hợp đồng. Hiện đường dẫn lên cầu đã được san ủi mặt bằng xây cống. Công nhân lắp ráp sắt trước khi đổ bê tông hợp long hai trụ cầu. Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, ngoài cầu Thuận An còn có nhiều cầu vượt cửa biển như cửa Đại dài 1,8 km ở Quảng Nam, cầu Danh dài 750 m ở Quảng Bình, cầu Nam Ô dài 320 m ở Đà Nẵng, trong đó cầu Thuận An dài nhất. Về phía Nam, cầu Thị Nại ở Bình Định dài 2,477 km. Hàng ngày trên công trường có hơn 200 công nhân thi công. Công nhân dùng máy mài đánh bóng lan can cầu, miền Trung đang nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên trên 35 độ C. Ở phía bờ Nam, cửa biển thuộc phường Thuận An, hệ thống trụ cầu băng qua rừng phi lao, phòng hộ sắp hoàn thành, chuẩn bị xây dựng đường dẫn lên cầu. Phía bờ Bắc ở Hải Dương, cầu vượt cửa biển Thuận An, hệ thống trụ cầu băng qua rừng phi lao phòng hộ sắp hoàn thành, chuẩn bị xây dựng đường dẫn lên cầu. Cầu vượt cửa biển Thuận An đã được đổ bê tông mặt nền. Tuyến đường kết nối hai bên cầu dài 7,7 km từ nút giao cầu Tam Giang đến cầu qua biển Thuận An, kết thúc tại nút giao quốc lộ 49A, quốc lộ 49B ở phường Thuận An, thành phố Huế, sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2025. Cầu vượt cửa biển Thuận An nhìn từ hướng biển vào, nhà thầu cho biết khó khăn nhất khi thi công cầu là khoan cọc nhồi trên cửa biển và ảnh hưởng mưa bão. Theo kế hoạch, cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ hoàn thành trong dịp 30 tháng 4, 2025. Kết nối phường Thuận An và xã Hải Dương, hai bên cầu sẽ phát triển cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch biển, sáp nhập phường Thuận An và xã Hải Dương thành một phường. Ngày 8 tháng 8 tại Đồng Nai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Tỉnh ủy Đồng Nai và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV để kiểm tra tiến độ xây dựng sân bay Long Thành. Tại cuộc họp, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACV, báo cáo rằng hiện nay hơn 6.000 kỹ sư công nhân cùng hàng nghìn máy móc, phương tiện và trang thiết bị đang được huy động để đẩy nhanh tiến độ thi công tại công trường.
Theo ông Thanh, các hạng mục quan trọng như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường băng, sân đỗ và hệ thống giao thông kết nối T1, T2 đều đang vượt tiến độ đề ra. Ông Lại Xuân Thanh cũng kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội về việc thi công sớm đường băng số 2 trong giai đoạn 1 để đảm bảo an toàn và dự phòng cho sân bay khi đi vào hoạt động. Đồng thời ACV đề xuất san nền nhà ga T3 trong giai đoạn này để tránh phát sinh bụi trong tương lai, ảnh hưởng đến quá trình vận hành sân bay khi khai thác giai đoạn 1. Ông Thanh cho biết nếu mọi việc suôn sẻ, chuyến bay thương mại đầu tiên dự kiến sẽ cất cánh từ sân bay Long Thành vào dịp lễ mùng 2 tháng 9 2026. Tuy nhiên, đại diện ACV cũng chia sẻ rằng các nhà thầu hiện đang gặp nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm vật liệu. Thời tiết khắc nghiệt với mùa khô nóng, lốc xoáy và mưa liên tục cũng gây ra những gián đoạn không nhỏ trong quá trình thi công. Để khắc phục, ACV đã yêu cầu các nhà thầu tìm kiếm thêm nguồn vật liệu thay thế kịp thời, đặt hàng và dự trữ trước vật tư xây dựng. Đồng thời, các nhà thầu được chỉ đạo tranh thủ đẩy nhanh tiến độ thi công vào những thời điểm thời tiết thuận lợi nhằm đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000 ha có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Giai đoạn 1 sân bay xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách mỗi năm dự kiến hoàn thành năm 2026. Giai đoạn 2 sân bay xây thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và nhà ga để đạt công suất 50 triệu khách trên năm. Giai đoạn 3 sân bay hoàn thành hạng mục còn lại để đạt công suất 100 triệu khách trên năm. Hiện công suất mỗi năm của các sân bay lớn trong nước như Nội Bài gần 30 triệu khách, Tân Sơn Nhất 20 đến 25 triệu khách, Đà Nẵng từ 4 đến 6 triệu khách.